Kênh Qua Lăng Thơ xin kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay kênh Qua Lăng Thơ xin chia sẻ đến cho các cô chú anh chị nói tập chơi. À, hôm nay mình sẽ làm một cái clip là mình test ba loại thuốc kích rễ. Đó. Ba loại thuốc kích rễ của ba hãng khác nhau. Đó. Là mình sẽ coi thử cái loại nào là nó hiệu quả cao. Đó, nó mau gà rễ hơn. Đó, mà rễ nó đẹp hay là hơn. Đó. Giờ mình sẽ chia sẻ. Thì ở đây mình có ba loại nè. Thứ nhất là cái loại này. Loại này dạng bột. Thì cái loại này mình nói luôn, cái loại này thì hiện tại giờ nó chưa có tên. Là mình cũng nói luôn để có cô chú anh chị mình khỏi thắc mắc, là cái loại này nè là của công ty mình hiện tại giờ đang trong quá trình thí nghiệm. Đó. Đang trong quá trình thí nghiệm. Ở phòng thí nghiệm đang thí nghiệm và mới chế ra. Bây giờ đang trong quá trình thí nghiệm thì mình đem về mình thí nghiệm, mình test thử cho mấy cây lan. Đó. Cái loại này thì nó kích rễ kích hoa luôn. Đó, chỗ công ty mình làm. Đó, cho nên hiện tại giờ trong quá trình thí nghiệm á, cho nên nó hiện tại giờ nó chưa ra thị trường mà nó cũng chưa có tên luôn. Đó, chưa ra thị trường mà cũng chưa có tên, bởi vì các cô chú mà mình có xem á thì mình cũng đừng có thắc mắc hỏi tại sao mình không nói tên, tại vì nó trong quá trình đang thí nghiệm đó, là đang thử nghiệm đó, để test thuốc đó. Sau khi test thuốc thành công là mới đưa ra cái quy trình sản xuất rồi mới đưa ra thị trường đó. Cho nên là hiện tại giờ chưa ra thị trường, hiện tại giờ mình đem về mình test thử đó. Đây là một loại đó. Rồi cái loại thứ hai là thuốc kích rễ của Thái, hoàn toàn của Thái hết, không có chữ nào Việt Nam. Đó, cái loại này mình cũng chia sẻ với các cô chú anh chị mình rồi. Đó. Rồi cái loại thứ ba thì cái này mình cũng có làm clip cho các cô chú anh chị mình xem này, là cái cặp đôi kích rễ sinh học là OIG Home và Ách Gốc. Đó. Mình sẽ test trên ba cái loại thuốc kích rễ này. À. Thì hiện tại bây giờ mình đã lựa ra 6 chậu lan mới ghép. Mình đã lấy 6 chậu mới ghép, ở đây mình có đánh dấu. Thì hai chậu này là mình đánh dấu là cái chữ SH tức là sinh học. Đó, sinh học là cái cặp đôi kích rễ đó. Đó. Còn cái cặp này mình đánh dấu cái chữ CT. Đó. CT tức là của công ty đó, cái loại thuốc của công ty nãy mình nói đó. Còn cái cặp này á, là mình đánh dấu là cái chữ T, cái chữ T tức là chữ Thái. Đây, cái chữ T, T chứ là cái thuốc của Thái, hoàn toàn chữ Thái hết. Thì mình cũng chia sẻ luôn, thì nói chung là cái cặp đôi kích rễ thì mình thấy nó ok rồi đó. Cái thằng của Thái này thấy cũng ok luôn. Còn cái thuốc của công ty mình thì hiện tại là lần đầu thử nghiệm đó, chưa biết như kết quả như thế nào đó. Thì hiện tại là ba loại này mình sẽ test lên 6 cây, mỗi một loại mình xịt vô 2 cây lan đó, xem thử coi là cái kết quả là cái loại nào nó nhanh ra rễ, mà nó ra rễ đẹp, nhanh ra rễ mà nó ra rễ mà rễ đẹp đó, rễ đẹp mà rễ nó tốt đó. Bây giờ mình sẽ test thử. Thì đây mình có chuẩn bị ba cái chai, mình cũng đánh dấu nè, cái này của công ty nè đó, công ty. À, bây giờ mình sẽ pha cái này vô, cái này có căn sẵn là 1 gram đó, căn sẵn là 1 gram. Bây giờ mình sẽ đổ cái này vô trong chai này đó, mình sẽ đổ cái này vô trong cái chai này. Cái này tại cái này có cái căn sẵn rồi đó. Thì hiện tại giờ mình cũng lấy về một mớ đó, mình để đó mình xài thử coi cái hiệu quả như thế nào. Thì căn ra từng gram vậy về mình dễ xài, tại vì hiện tại chưa có bao bì, chưa có nhãn mác và cũng chưa có tên luôn đó. Quên nói nữa, cái chai này chỉ có nửa lít thôi,
đó, nửa lít thôi, cho nên nó mình xài chỉ phân nửa thôi các cô chú. Đó, nửa lít thôi mình xài với phân nửa thôi. Đó, cái loại của công ty đổ vô cái màu nó giống bò cụng rồi các cô chú. Bò cụng nước trà không? Đó. Cái này quên, mình quên nói là nó có chỉ có mỗi một chai này là mình lường là nó chỉ có nửa lít thôi. Đó, nửa lít thôi. Bên đây là SH là sinh học nè. Sinh học là ví dụ. Đó, còn cái này là của Thái nè, bây giờ mình sẽ lường của thằng Thái trước nữa nè. Cái này của công ty mình lường rồi nè. Đó. Bây giờ mình lường của thằng Thái, của thằng Thái thì rồi cái loại thứ hai là loại của Thái. Đó, thì cái này thì nó dùng cho là 1,5 cc trên 1 lít nước, thì mình sẽ pha nó đây nên có nửa lít nước. Cái này mình có nửa lít nước thì mình sẽ pha cho nó là hơn nửa cc. Đây, hơn nửa cc một chút đây. Đó. Rồi, hai loại. Rồi tới ngày là của thằng sinh học. Đó. Sinh học thì đây át gốc. Thì nó cũng 1 cc lít nước, đây mình có nửa lít nước này mình xài cho nó là nửa cc. Đây nửa cc. Này oi gờ gờ hum cũng vậy, 1 cc lít nước, đây mình nửa lít nước dài và nửa cc. Đây nửa cc. Rồi. Bây giờ mình sẽ phun nó. Thì cách phun cũng đơn giản thôi. Thì cái này của hàng sinh học, rồi vô hàng sinh học. Làm trước luôn, lắc đều lên. Rồi này là sinh học. Đó. Nóng lên gì nè, sinh học. Mình để nó xa xa ra một chút chú, để nó dính vô mấy cây kia. Trước khi xịt phun thì các cô chú tưới nước cho nó một cái. Đó, tới giờ nó ẩm cái rồi các chú để đó cỡ nửa tiếng sau đó, các chú phun cho nó phun đều hết. Rồi này các chú, đó một cặp. Giờ mình tới cặp thứ hai, mình để xịt cho nó hết cái phần ở trong cái ống này luôn, xịt cho hết phần trong ống luôn các chú. Rồi cái thứ hai là cái loại của Thái. Đây cái loại công ty đi, tại hai chậu này nằm trên đó, này của thuốc của công ty đó. Của công ty mình đang thí nghiệm. Rồi thịt. Đó, mình test thử tới coi cái loại nào nhanh ra rễ. Ha, mà rễ nó ra là nó đạt hay là không. Đó, ok không? Chứ hai cái loại thuốc kia thì rễ thì ra thì thấy ngon lành đó, nhưng mà mình test thử ba cái mình so lại. Đó, mình nhìn thấy mình sẽ biết. Đây, một chậu. Các chú là trước khi mình phun thuốc hay là gì đó thì các chú nên tưới nó một cái đó. Tưới nó là
có khoảng nửa tiếng sau mình phun thuốc hay là phun phân gì đó, bóng lá gì đó, rồi xong là độ có khoảng chừng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là các chú, nếu mà có điều kiện 1 tiếng rưỡi 2 tiếng là các chú xả nước rồi luôn. Nếu không xả nước lại là cây lan bị cháy lá, vàng lá, rớt lá hết. Rồi xong cặp thứ hai, bây giờ tới cặp thứ ba. Cho nó hết thuốc trong ống rồi luôn. Đó. Cặp thứ ba này của Thái. Đó. Đây. Chị Thái đây. Bơm nước lên cống nó mới gà nước được. Đó. Mình thấy né là nó dính mấy cây kia cho một chút. Cây cuối cùng của Thái. Đó, thuốc của Thái. Mình cũng không biết cái thành phần của nó là gì vậy trống luôn, nó ghi hoàn toàn chữ Thái hết. Đó, cái người bán cho mình đó, là họ chỉ nói là cái thuốc này là nó là siêu kích ghế vậy thôi. Rồi người ta chỉ hướng dẫn sử dụng cho mình xài thôi chứ họ không nói là cái hoạt chất nó là gì hết. Rồi xong thì đây là mình xịt hết trơn. Đó, mình xịt hết trơn 6 chậu. Đó, 6 chậu với 3 lọ thuốc này. Đó. 3 lọ thuốc này mình pha là 3 loại nè. Này, thuốc này. Đây, đây. Đó. Rồi, hôm nay kênh Bo Lan thôi xin chia sẻ đến cho các cô chú anh chị mình mới tập chơi. Đó, mình test thử là 3 cái loại thuốc kích rễ. Xem thử cái loại nào mà nhanh ra rễ, rễ ra đẹp. Đó. Các chú anh chị yêu mến kênh Qua Làng Thơ hãy nhấn like, nhấn đăng ký, nhấn vào cái chuông và chia sẻ để tạo động lực kênh Qua Làng Thơ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.